sinh xuất sắc nhất Bắc Nghệ Ngân Cân sẽ cùng tranh tài trong đêm gala trao giải đầy kịch tính với phần biểu diễn đặc biệt của 12 vũ công hỗ trợ, ban giám khảo Hoài Linh, Nam Vĩnh Hưng và John Huy Trần cùng bộ ba MC hài hước. Ai sẽ là quán quân Bắc Nghệ Ngân Cân đầu tiên tại Việt Nam? Đón xem gala trao giải 21:10 20/12 trên VTV3.